Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình làm một cái dụng cụ để dùng lạp xưởng ấy cả nhà. Làm bằng nhựa vậy nè. Nó cũng rẻ tiền thôi cả nhà. Chứ thấy có nhiều người á, họ lấy cái quặng vậy nè, cái quặng gì cái họ dòn một số nhét nhét nhìn thấy cực quá cả nhà. Nên mình thiết kế ra cái này để mình dùng lạp xưởng nha. Mời cả nhà cùng xem nha. Rất là dễ nha cả nhà. Mình chuẩn bị gồm có là một cái ống 60 nha. Ống này ống 60 cả nhà. 60 khoảng 2 tấc đi, 2 tấc ống 60. Và 2 tấc 2. 2 tấc 2 đi ha, cho dư khúc 2 tấc 2 cái ống 49 cả nhà. À, ống này ống 49 nha, là 2 tấc 2. Một cái giảm đây. Đây là cái giảm đó nha. Một cái giảm này là giảm 60 21 nha. Và một khúc ống 21. Giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha cả nhà. À, đây sau khi mình cắt cho nó bằng ta bằng đầu bằng đít hết nha, cho nó đẹp cả nha. Ở đây và cái ống giả mình gắn vô đây cả nha. Đó, cái ống giả mình gắn đây. Rồi mình test keo nha, tiến hành test keo để mình dán vô cho nó cứng. Rồi cho cả nhà nó té keo cứng rồi á. Cái ống này thì mình gắn vô đây nha cả nhà. Giờ mình cắt giặt cho xéo xéo cho dễ đút ruột vô nha. Cắt cho xéo xéo một chút. Đó, mình cắt cho xéo xéo vậy nha cả nhà. Đó, cắt xéo xéo vậy nha để mình lòn cái ruột vô đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán keo cho nó dính nha cả nhà. Đó, dán keo cho nó dính vô. Cái ống này đút vô đây nè cả nhà. Đó. Mình dán keo cái đầu này luôn cả nha. Ống này ống ống 49 nha, nó rất là khít nha cả nhà. Đâu mà nó làm cái ống này với ống 60 khít ghê luôn. Đó, dán keo cho nó dính cái nắp lại. Làm cái này cái bê tông nha. Cái này làm bê tông. Cái này khỏi dán đi, cái này không cần dán nữa cả nhà. Cái này không cần dán, cái đầu này mình nên đâm đẩy vô thôi, này không cần. Đó, vậy là đã hoàn thành một cái dụng cụ để dồn lạp xưởng nha cả nhà, rất là dễ thôi, quá dễ phải không cả nhà, rất là hiệu quả. Để mình sẽ dồn, mình sẽ làm cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, vậy nè, đó, cả nhà thấy không, rất là khích. Cái này mình làm hơi vắng rồi, phải làm dài chút nữa, cái này phải làm dài chút xíu nữa là ngon lắm cả nhà. Mình nói cái cây này hơi bị vắng nha cả nhà, nhớ sau này làm nhớ rồi cho nó dài thêm chút xíu này cả nhà, dài chút xíu này cho nó dễ nha. Là mình làm này lỡ mình mua cái khúc này ngắn quá rồi.
làm vậy nè. Đó, bây giờ lại đẩy vô thôi nha. Đó, khít lắm. Đó, vậy giòn thôi. Nha ha. Rất là khít nha cả nhà, rất là bót luôn. Nên bây giờ mình dồn thịt vô, mình nén xuống, nó không có trào ra, nó không có trào ngược thịt ra đây. Rất là khít cả nhà. Siêu đẳng luôn. Chưa chắc. Chưa chắc. Làm cái nữa. Thấy mới tin. Thấy mới tin không? Chưa chắc. Giỏi quá. Thấy cái bào này sẽ nhớ cái bào kia quá. Giống bầu kỳ quá. Bầu kỳ quá. Phải vô hết, trọt vô hết rồi. Mình không biết khó mình đưa ngoài không, nặng sẽ bị hết. Cái gì? Đưa hết thì nó không bể. Từ từ đi hả? Đưa cái này vô hết. Bụt bụt bụt, nó gì đó. Cái mà để ngoài bơm, ngoài lận nó bể hết rồi. Cái bò hổm làm dây khô chứ không có nhúng nước. Khô quá gì vậy. Vậy nè. Vậy thôi. Ơ trời. Cứ hết nó ăn nó bột qua cái kìa. Bồng hơi, còn bồng hơi. Trời ơi. Má ơi của con. Má ơi của con. Dễ hơn cái nhà nhỏ quá dễ. Đặt cái máy bay pin gì mà không ngay gì hết. Đó, vậy đó. Đã chưa? Làm má này bán đi. Làm bông rẻ tiền. Quay ngay dưới này nè, không quay người, quay nguyên trật này thôi. Giống quá. Đã chưa nè. Cái cục này mốt ở nhà làm cho nó dài dài chứ nha. Mình làm hơi nhắn.
Trước khi làm mình phải nhúng nước cái bao này cho nó ướt nha nè, cho nó dễ luôn. Nhúng nước cái bao mình phải cho ướt chứ. Rồi mình tuốt cho lên hết vậy nè. Nhúng nước nó rất là dễ, cả nhà nhớ nha, phải nhúng nước nha. Nhúng nước đông lên nè. Lù hết cái ống vô. Mình có nhúng nước đó nghe nè. Cột cái đầu lại. Đó, cột đầu lại nè. Bụt ra thôi. Đó, nhìn thấy không dễ không? Rất là cứng, dẻ nữa nha. Rất là tiện lợi không? Rất là rẻ tiền. Rồi. Hay gì chưa? Yeah. Quá dễ. Cái gì bộ ấy phải sập bộ không? No. Đang chờ nó làm. Dây đâu bộ? Dạ. Rồi. Cái tiếng đó chồng có nghe cái tiếng nó ẹt ẹt rồi, đúng không? Đúng không? Tự gương. Hở đó, nghe cái tiếng không? Má ơi, cuối cùng. Rồi. Cái này nó thật sự ăn khỏi mua. Úc cưng thôi đó.